Bảo Yên Di đã qua rồi nhá. Báo hết rồi anh ơi. Chỉ sợ trông nữa nó quay trở lại là hơi mệt chứ. Đây là báo gì đã qua vùng đất Liên Phương. Đấy. Tổng thiệt hại cho DVG là một cái biển quảng cáo. Nói chung là biển quảng cáo này gần như là ở đâu cũng đi hết. Ở trên chỗ nhà Tú Tươi là hôm qua lúc tao đi về ấy, là tôn nó bay ra đường mới ở sông là lối đây. Không biết nhà nào. Siêu xe cho bé thì chả ảnh hưởng gì, chỉ có mấy cái lá cây coi là bay đến trước cửa thôi, giờ đang quét dọn nhá. Bây giờ người dân là đang đi vào công việc hậu kỳ của bão, quét dọn, thu dọn. Trời thì vẫn mưa, nước đang nhiều. Người dân đã bắt đầu đi làm này. Còn kết, bây giờ tổng thiệt hại này. Đấy. Tổng thiệt hại thì cũng không nhiều lắm. Những cái biển quảng cáo của cầu khu phố nói chung là không ảnh hưởng gì. Nhà quyền nó bay một lửa đi đâu rồi. Ở đây có mấy cái biển là tương đối chắc chắn. Toàn biển chỉ giá hàng mấy triệu đồng. Đồ thờ, điện nước, máy giặt, sản xuất. Cập nhật trong ngày tốc độ truyền tải thông tin thành phố kia cây to thì đó ô tô cũng bị rút ở đây thì tốc độ nhanh thì nước cũng chưa nóng khác trong ngày rồi. Lên hẳn phòng chuyến quay lại phát cho nó đúng thành phố riêng luôn.
vào nhà toàn đổ lé. Đây là đường tô hiệu ở thành phố Hưng Yên, cây bị nổ. Đường tô hiệu thành phố Hưng Yên nhá. Đấy, các đồng chí đang đi làm nhiệm vụ cây xanh môi trường này. Chúng ta thì cứ tưởng mình là báo chủ rồi. Trong trận báo thiệt hại này thì một là nghề xuất dĩ làm ăn được, cả hai là nghề biển quảng cáo làm ăn được, đúng không? Xuất dĩ cũng làm ăn được mà biển quảng cáo làm ăn được, còn gần như là anh em bị thiệt hại nhiều. Đây Viettel này, Viettel không sao nhá, nhà vẫn rất là ngon. Không hẳn là có trường ấy, hình bản chất tôi hát đấy, tầm nhìn hơi xa đấy. Anh đã xem cái kinh đô với IVK. Đây, lên hẳn chuối cua cũng được. Đây là đón làm trung thu nhá, nhưng mà chưa bán, chưa có thiệt hại gì về nhiều. Đây là các bạn đang xem ở quảng trường thành phố Hưng Yên. IVK này bị đổ, nói chung là cây cối cũng bị thiệt hại cũng tương đối. Thế đến vòng xuyến kia ấy, đến cái vòng xuyến kia quay nhé. Thì quay đây hay trên kia? Thôi tùy mà, thế nào cũng được, nhưng mà cần về. Đấy, thì quay đường này về nhé. Ừ. Có thì vòng trong làng một phát, người xã mình nó mới hay.
bây giờ chúng tôi đang tiến vào Đức Thượng nhá. Đấy, nhìn thấy đoàn viên thanh niên với cả trưởng thôn là đang đi một con là đi thu gom giải quyết hậu kỳ cho trận bão. Vào đâu Đức Thượng là đã thấy bác trưởng thôn với cả chi đoàn viên thanh niên là đã đi thu dọn giải quyết hậu kỳ của cơn bão xảy ra. Mình đi đây là hơi choáng đấy. Đây là đường thượng thành phố Hưng Yên, đường thượng xã Liên Phương thành phố Hưng Yên. Bà con đang đang đút nước này. Ok. Toàn dân xã Liên Phương là ra vệ sinh môi trường. Các bạn đây là đang đi đánh kích ở chân lên đây làm gì? Quay vào đây. Quay, quay. Đây là đỉnh cầu nhá. Mùa mưa bão là kiếm cá rô ăn đây này. Chủ yếu là rô phi thôi. Đấy. Nói chung là thành phố yên thì luôn bình yên. Không có gì. Cây này đang bị đổ ở giữa đường trục xã Liên Phương thành phố Hưng Yên. Đây này như là cây hoa bằng lăng à? Có phải hoa bằng lăng không nhỉ? Tình hình hàng cây này thì phải dừng hết rồi. Hàng cây này đổ hơi nhiều. Đây là đường trục xã Liên Phương thành phố Hưng Yên. Cây bị đổ tương đối gần như là cây đổ phải đến 99%, tình trạng là người cây thì 9 cây đổ, cây mới trồng tốt. Cầu Liên Phương không thì thay đổi thịt lên 20 cân, 20.000 một cân. Giá thịt giá rau là tăng đột biến, mì tôm cũng tăng. Đây là trên đường bạn thường đi ở trục trình xa đi từ đường biển. Thank you.
mầm non là các cô là đang học sinh, các cháu đến trường. Đây là ngõ Dược, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên. Thấy các đồng chí trưởng thôn, cán bộ địa phương vào cuộc. Các đồng chí môi trường vệ sinh cũng đã bắt đầu đi vào cuộc thu dọn sau bão. Phần lớn là các biển quảng cáo chất lượng thì gần như là không có biển nào bị vấn đề gì, kể cả là biển bản tin không có vấn đề gì cả. Nói chung là ok, còn cái kia bị xe chặn ba. Có một số biển cỏ thì cũng bị rơi, còn gần như là những biển đẹp thì cũng vẫn đề gì cả. Gần như là tỷ lệ những cái biển hỏng, những cái biển cũng đã đến tầm rồi, trừ những cái biển đầu voi đuôi tuột tắt thì sẽ cùng ngay lập tức. Còn những cái biển mà làm mà đẹp về chất lượng, những cái biển mà đẹp về chất lượng thì gần như là không vấn đề gì. Sau trận bão này thì nghề xuất xỉ phát tài, các bà đồng nát là phát tài, thứ hai là làm nghề in phun biển quảng cáo thì tha hồ việc làm. Và từ cái chỗ thả một cái là đến chỗ nhà hải cải phi ra đồng một phát là tổng cảnh một phát đồng lúa quê hương. Đấy, đến từ hải nhé làm à. Đây là cánh đồng lúa đội 15 xã Liên Phương, lúa đang thời kỳ bắt đầu rỗ. Đấy, đồng bùng đang rỗ thì gặp bão IAG tràn về, nhưng mà trước mắt là nhìn lúa vẫn là đẹp, không vấn đề gì cả. Đây là cánh đồng lúa bị chết do cánh phay tại trạm bơm Cầu Tây, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên không nhấc cánh phay ra là tất cả cái cánh lúa này là chết hết, ngập úng. Hiện tại là chúng tôi đang ở khu Vi Văn, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên. Cả một khu đất Vi Văn này là mới năm nay là cũng mỗi nhà ở thôi, chưa đi ra. Điện thì không có, nước thì không, gia chủ toàn phải kéo từ trong nhà dân ra. Cánh Vi Văn này là chưa có điện nhá, điện thì có, nước thì không. Thực ra là gia chủ phải căng dây điện từ trong nhà dân ra. Thank you.
là đang các bạn đang đi trên trục đường Pachina, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên. Gia đình có thiệt hại một cây đây là cây xoài. Đấy. Đây là hệ thống một số biển là đã đi nhá. Và nói chung là biển là khu phố đoàn kết mình an toàn. Những cái biển đẹp thì vẫn cứ là ok, không có vấn đề gì. Có một vài biển bản tin đã làm sao làm đến giờ cũng đã đến lúc tầm thay được rồi, nên ra là thiệt hại cũng đằng nào cũng phải làm, không quan trọng.